Trong bối cảnh giá cả hàng hóa tiêu dùng thiết yếu tăng cao, người tiêu dùng đang tìm cách tiết giảm chi tiêu và chi tiêu hợp lý hơn. Đi chợ chiều ở các phiên chợ nông thôn là cách vừa có thể mua sắm đồ dùng đủ đầy, vừa có thể tiết kiệm tiền. Đây đang là xu hướng của nhiều gia đình. Các chợ nông thôn trên địa bàn huyện Đức Đỏ và Long Điền thời gian gần đây đang là những điểm mua sắm của số đông người dân địa phương và các vùng lân cận. Chợ liên xã Phước Hội Long Mỹ huyện Đức Đỏ có khoảng 50 tiểu thương chuyên kinh doanh thực phẩm tươi sống với tổng mức luân chuyển hàng hóa khoảng 3 tấn một ngày. Rau củ hải sản là hàng tự sản tự tiêu tại địa phương. Các loại thực phẩm tươi sống này lấy từ vườn trại Đức Đỏ hoặc đánh bắt ở vùng biển Lộc An Phước Hải nên giá cả rẻ hơn những nơi khác và không phải qua khâu trung gian là thương lái. Ở dưới biển ở chợ Phước Hải á, còn giá thì giá bình dân, giá bình thường. Không có gì hết. Cái này đồ nhà chị chồng không à, chị không có lấy ở đâu đó. Ở nhà chị chồng sản xuất ra chị bán à. Giá thì chị bán cũng trung bình thôi. Cái này thì 30 ngàn ký, cái này 15 ngàn ký, còn cái này thì 40 ngàn ký. Chị có bán trung bình theo người ta à. Cùng với thực phẩm tươi sống là hàng tự sản tự tiêu, nên các chợ ở Long Điền, Đức Đỏ, nhất là những phiên chợ chiều, thu hút khá đông người tiêu dùng tại địa phương lẫn các địa bàn lân cận. Tôi hay thường đi chợ ở đây, thì chợ ở đây thì giá thì nó sẽ mềm hơn cho cái chợ Đất Đỏ hay là những cái chợ lớn. Nói chung là đồ thì cũng tươi, lên rất là nhiều nên cũng dễ mua, với lại giá cả thì bình dân. Gia đình chị thì ở bên Vũng Tàu qua em, đi du lịch trên Bình Châu á, thì sẵn tiện đi về ngang đây. Thì thường đi ghé chợ này mua lắm, tại vì thấy ở đây bán đồ cũng tươi, và giá thì nó thấp hơn trung tâm thành phố. Chợ An Ngãi, huyện Long Điền có khoảng 50 tiểu thương, với mức luân chuyển thực phẩm tươi sống 5 tấn một ngày, lượng tiêu thụ cao nhất huyện Long Điền. 95% lương thực thực phẩm trong chợ đều do người dân địa phương cung ứng nên có giá mềm. Nơi đây cũng đang là địa chỉ mua sắm quen thuộc của người tiêu dùng trong thời điểm phải tiết kiệm chi tiêu tối đa. Giá cả hợp lý, mềm hơn ở mấy chợ đô thị. Ở đây thì nói chung là tiết kiệm chi tiêu cho mình cũng khá là ổn định. Ở đây đồ ăn là bán giá bình dân, ăn sinh hoạt được với đó với lương giáo viên, công nhân viên nhà mình. Thắt chặt chi tiêu, nhiều gia đình chọn mua hàng ở những phiên chợ nông thôn. Các chi tiêu hợp lý mang lại nhiều lợi ích kép, tiết kiệm cho người tiêu dùng và cũng kích hoạt tiêu thụ sản phẩm địa phương.